bán 18 công đất ruộng tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh của Đồng Tháp. Và đây là hiện trạng mặt tiền đường nhựa trước đất. Đất có chiều ngang từ đây qua dách bên tay phải 26m, dài sâu vô trong 381m và nở hậu phía sau. Ở phía sau đất thì giáp cái đường nước. Hiện trạng trên đất thì có trồng một số loại cây ăn trái. Và giáp phía trước đất là có giáp một cái con sông. Điện nước wifi đầy đủ, khu nước ngọt quanh năm, có dân cư sinh sống đông. Từ chỗ đất đi ra chợ Phương Thịnh 6 cây, cách chợ Thống Linh 7 cây, cách trường tiểu học, trung học cơ sở 6 cây, về trung tâm thành phố Cao Lãnh 14 cây. Đất tọa lạc tại vị trí đẹp, đối diện giáp sông. Phía sau đất thì giáp cái đường nước, xung quanh thì dân cư sinh sống, thích hợp làm trang trại, khu nghỉ dưỡng, hoặc là cô chú anh chị có thể là trồng cây ăn trái. Lô đất này sổ sách đầy đủ chính chủ, chủ đang kêu bán với giá 230 triệu trên một công, tương đương 18 công, 4 tỷ 140 triệu đồng. Sổ sách đầy đủ chính chủ. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm về lô đất này, alo Hùng 0902 64 5060. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và theo dõi kênh Nhà Đất Đồng Tháp. Cô chú anh chị hãy bấm đăng ký kênh Nhà Đất Đồng Tháp miễn phí để cập nhật, cô chú anh chị mình cập nhật về giá cả ở Nhà Đất Đồng Tháp, để cô chú anh chị mình biết đâu lựa chọn được một cái căn nhà ưng ý hoặc một cái mảnh đất hợp lý. Xin chào và xin chúc cô chú anh chị mình sức khỏe và thành công.